tu sắp mà nhóm khi su nhóm tha mấy giờ nhóm su tha nhóm 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 slide tụi bạn tụi nhóm tha nhóm su bong anh nhà cái ấy thắng trong trong su tha bong admin tuần nào đấy mà tha ở đây bong admin tuần nào nhóm cần vận động nhóm tập phòng tập tu ở tụi phật cà phê đi trong tụi phật cà phê nhà cái tha cái su tên nào họ admin tuần nào nhưng là admin tuần nào nhóm tu rồi đi trong tụi phật cà phê này đi trong phật cà phê cái thầy tụ xe như thế này xe biển xe biển nó nhôm kết tha tụ xa bằng chút tụ tiền khao xe biển nâng tiền tập xe biển nâng tiền xe biển nâng tiền nhôm bật tụ tiền khao mua xa bằng chút với nhôm tụ ở đây đầu pù ở đây bài tấn nó tụ tiền ốc lên ốc nè thằng bon hỏi mình chân ấy mình chân à ai chụp phật ngay nó bon cái thà chân ngay ấy cái bằng chụp phật ngay ấy kì trong bài đăng ấy chết phật ngay cái mơ phật ngay cái ở đằng đấy nó ở đằng đấy nhầm su su coi ta thà phật chết phật ngay ấy kì thà trong cái su nhầm một bên thà bằng nhạc đắng ấy nhầm thà đắng còn chắc sao thì bằng ngay thế đó bằng ngay ấy chứ sao mà ngay được à trong cái đắng sao thì bằng ngay thế thế à lâu bằng ấy thập kết hai đâu sao thì bằng ngay thế thế chứ người ta hai si cái thà mang nhầm phật nhầm kết đua vậy ta bằng kết cứ thấy tận tay cứ tham mình ấy tàu na cào việc nhầm tàu khác được phê hay năng tàu sang một chút tiền khao ngày năng hay tàu lọc máu mới nhầm tàu lên ốc cầm mà cầm đầm pô thả được ngay thì thả phớt phớt nhầm ắt bán được thằng ngay ấy thì tàu phớt thế rồi ngay rồi miền thằng ngay đấy ngay ai tọp là hôm ngay ai tọp là hôm trong là thằng ngay phớt đoạn miền mà miền thì chụp được chụp được những lại anh em những lại gặp tiền trắng đấy đó nghe bên đây mình đăng cái tàu ai su dân cô đây cái kiểu tàu này mình cái đấy mẹ nè từ cà phê mình tới nát từ cà phê ở bên tây cà phê tới nát tiết tới tỉnh khao xa bằng chu tới nát tiết lên ốc bằng ôn trường lên ốc cài thì tiền nó đặt ốc lên người nhôm là pi nè pi món dương từ lên ốc nư lên nút đầu coi chật chẹt như lên ốc món nè chấm hạ lây lê lê ấy tê hai hạ lây chơi cái ốc vô mình đi vô mà ốc mình đi ốc thì muối chay thằng cắt tay 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 tôi thì vẫn nắng nhưng còn lại thì lại thì vẫn nắng tới vẫn nắng nhưng còn ngày nhưng mà tôi nhưng tôi bây giờ na có nhưng sốc chất ruột mà tôi tầm bảy trăm chi vật mà tầm bảy chẳng cắt thom đá tay tay chân bị ca bằng ổn nữa đó nhưng tôi bây chỉ được ca tôi bây cái cay bằng nhom men tay tay tôi bây cái tê mau xù là từ na miền tây na ở miền na từ từ cà phê cái tôi tây men cà phê nè tây na tiếp tới tình khao nó sao cũng chụp kia chạy tới bị chết nhóm hết nhưng mà chồng này chết phật ngay á nè ta chết phật ngay thôi đẹp phụ đấy tới đây nè tới đây lên cái tha mô vi o đừng men tục ra bằng chụp tình khao đấy tao vẫn đang tiếc đó bóng thằng tao vẫn đang nhóm tàu lên ốc cầm đang phù nè ngài lên ốc cầm đang phù thấy bằng cái chuyện tiền thắng nó bỏ chết phật ngay á nè mà thằng nó tụi ngay tiếc nó tham ngay ấy cái phật hay nó ngay nhóm ắt đang thà ngay ấy phong này nhưng ắt đắng thật phật phật ấy phong là thằng ngay ấy phong ắt bạn đắng su su nè bị cá bông bốn mà chạy cá tay tạ tay tạ chà bắt tôi bây giờ nhom rụng riêng cái bị cá mới tận tay là thay chặt cứ trâu thật cứ ba nhà hà để dưng ban chiu bật tia hay bị cá cứ bông bốn riêng rót dưng cứ dưng cứ trả na cứ ba nhà hà thằng ắt nâng dưng ắt bọc bông trâu là vậy để dưng ban cứ để vậy để dưng mà non dưng để dưng trong thôi nó cái vậy cứ chặt dưng ba tôi ba luôn dưng tay cho kịch chấm nằm cào ấy cũng cháo ấy chẳng đai xúc chất bị cá đai tay mình bị cá chật nữa nè cá chật đi cá chật hay ắt cào ấy bù ắt cào ấy dơ nè miên ấy cào ngò bơi phơi tăng bị đai toàn miên nữa nè lỡ miên đi xử nhẹ bàn đấy cái lò mà bắn bắn hơi nhưng mà cá gì thì thử bán như thử bán nó rồi dừng không cần cần không cả liên số nó bị tràn đầy à chọn cắt mò liên số chọn cắt mò à thà đọt sau cả nghe ấy chẳng hay anh chị chăn cắt bao dương thì thay gì mình bọc bông mình bọc bông thì hay pu quạt chim mua pu mỏ ra chè quạt bị cá đáy hay quạt chì tay tạ chai sân cắt tua tại hay nhóm
រោចាត់ចាអតិតដែរតិតដែរហើយនឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍ចាស់គ្នាទេចាស់គ្នាទេចាស់50សម័យទៅគ្នាទេហ្នឹងប្រហែល50សម័យគ្នាហើយមានកាអីរត់រោគ្នាហើយប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ហ្នឹងទៅធ្វើចៅសកាត់នៅអូចាតិតហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅទូតឯងចឹងទៅអត់អីនៅចិត្តគ្នាអញ្ចេះកក់ក្ដៅម៉េចម៉េចអូពួកឯងម៉េចម៉េចអីឯងណាគេទេអីញ៉ែអីអីណាណាទេមកសិតតុបនេះហើយឥឡូវពួកឯងគេទេមកប៉ុណ្្នឹងឯណាណាគេថាចិត្តថត់ឯណាណាគេថាចិត្តថត់ថ្ងៃហើយគិតមិនមែនទេតែខ្ញុំនោះអ្នកអៀនតាមពិនអ្នកអៀននោះអីគេណាមកថ្ងៃជួបល្បិចអញ្ចឹងជួបល្បិចអីគេយើងខ្ញុំធ្លាប់តែមើលអាក្នុងរឿងក្នុងរឿងធម្មតាឬគេនិយាយនិយាយជាពិសេសឬបរោះបរោះអញ្ចឹងណានិយាយលេងសើចអីហ្នឹងទៅសិតអីណាល្បិចស្រីស្អាតប្រយ័ត្នចាញ់ល្បិចស្រីស្អាតស្រីស្អាតអីចឹងណាតែពេលខ្ញុំមើលរឿងក៏ជួបដែរល្បិចស្រីស្អាតអីហ្នឹងទៅតែមានណាងល់វើយថ្ងៃនេះប្លែកជួបល្បិចប្រុសស្អាតវិញម្ដងល្បិចប្រុសលេលេអើយល្បិចប្រុសស្អាតមើលនិយាយល្បិចប្រុសស្អាតអីគេអីគេម្រេងកុងអីគេហាគាត់ថាឥឡូវខ្ញុំនិយាយរឿងអលាក់មួយហើយបងប្អូនសើចលេអលាក់អូមិនមិនបងចាប់ចង់ដៃចង់ជើងអឺខ្ញុំនិយាយរឿងមួយលោកតាលោកយាយហើយរឿងហ្នឹងកំប្លែងប៉ិតប៉ិតហើយមិនដឹងថានិយាយទៅហ្នឹងតើតែអឺបងប្អូននេះទៅនឹកឃើញត្រូវពួកខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងវាមានរឿងច្រើនណាស់កន្លងមករឿងច្រើនហើយមានម្នាក់នោះគេគ្រូស្នែគ្រូស្នែណាស្នែទៀតហើយដល់គ្រូស្នែដល់ពេលអលាក់ទៅធ្វើការហ៎ណាទៅធ្វើការគេតាមរោរឿងចឹងចាមួយហ្នឹងតាមរោរឿងហើយដល់ពេលមកជុំគ្នាពេលញ៉ាំបាយដល់ពួកខ្ញុំថាអលាក់ហើយម៉េចម៉េចបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាម៉េចម៉េចកុំលងស្រឡាញ់អីសោះស្រាប់អលាក់ថាគេកញ្ញែងខ្លួនហេអត់ទេបងសិតអត់ទេរឿងពិតហ្មងរឿងពិតហ្មងអត់ទេបងសិតអត់ទេបើសិនជាខ្ញុំលងស្រឡាញ់មែនបងសិតឯងត្រូវចង់ដៃចង់ជើងខ្ញុំព្រោះមាននេះថាខ្ញុំត្រូវស្នែគេហើយមកគេទៅដល់ស្នែគេហៃគេចិត្តណាម្រេងកងវាមែនម្រេងកងវាឯងកូនក្រអូកូនក្រអូចាកូនក្រចុះអញ្ចឹងគេទេគេអញ្ចឹងណាចុះកូនក្រពួកខ្ញុំដាក់ថាឲ្យនេះដើរតាមម្លេះពួកខ្ញុំហៅថាកូនក្រហើយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំថាប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នមិនមិនទេមកម្លេះអាម្លេះឯងប្រយ័ត្នមិនមិនប្រយ័ត្ននេះគាត់ថាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំវិញគាត់ថាបងសិតអើយគាត់ប្រាប់ក្រុមការងារទាំងអស់បើសិនជាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំលងស្នែនឹងកូនក្រហ្នឹងគាត់សុខចិត្តឲ្យខ្ញុំចង់ចងដៃចងជើងគាត់ឃុំខ្លួនគាត់នៅក្នុងបន្ទប់មានន័យថាគាត់ត្រូវស្នែគេហើយចាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំពឹងថាហើយដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃនេះហ្នឹងទាំងខ្ញុំទាំងគាត់ហ្នឹងជួបល្បិចប្រុសស្អាតម្ដងស្គាល់ស្គាល់ល្បិចប្រុសស្អាតទេអត់ស្គាល់ផងចង់ដឹងដែរចាធ្លាប់ជួបល្បិចស្រីស្អាតទេល្បិចស្រីស្អាតក៏យើងមិនដែរដែរលើតែគេនិយាយតែមើលរឿងហ៎អើដឹងមើលរឿងមានរឿងមានល្បិចស្រីស្អាតមើលរឿងមិនទៅគេយកអីមកធ្វើអីយើងល្បិចស្រីស្អាតអើគេយកស្រីមកបោកបឆោតយើងគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងក្នុងរឿងណាក្នុងរឿងចារូបសម្រស់អីហ្នឹងរូបសម្រស់រូបអីចឹងទៅហ្នឹងហើយបោកយកអីខ្លះដែរអើគេបោកយកលុយយកអីបោកមិនយកលុយយកកាក់ដែលឃើញមានត្រង់បាត់អត់តែបោកបោកយកលុយហ្នឹងឯងណាក្នុងរឿងក្នុងរឿងចាបងប្អូនមិនមែននៅខាងក្រៅទេតែក្នុងរឿងវាខ្ញុំធ្លាប់មើលរឿងក៏អញ្ចឹងដែរល្បិចស្រីស្អាតណាគេអាងរូបសម្ផស្សអីយ៉ាងទៅយ៉ាងទៅបរោះបរោះតែគាត់មានប្រពន្ធមានកូនមានអីហើយហ្នឹងច្រើនតែលងចាលងទៅភ្លេចកូនភ្លេចប្រពន្ធតែទោះបីក្នុងរឿងក៏ដោយខាងក្រៅក៏ដោយទោះបីស្អាតប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គុំដែរបើថាឃើញស្រីស្អាតអញ្ចឹងណាគេថាកូនអញទាលុយទៅរៀនបើថាឃើញស្រីស្អាតហ្នឹងបងឯងលេចបងកើតអញ្ចឹងណាកូនអញលក់សាច់មាន់នៅផ្សារហើយបើអ្នកណាមានសង្សារមានអីអញ្ចឹងណាគុំតាក់តងអីច្រើនពេកហើយបើសិនជាមានសង្សារមានអីអញ្ចឹងចិត្តរៀបការចិត្តអីអញ្ចឹងបើមានល្បិចអីណាស្រីស្អាតដូចក្នុងរឿងអញ្ចឹងណាចិត្តការហើយកុំអត់បានទេអាហ្នឹងយើងមើលក្នុងរឿងយើងឃើញអញ្ចឹងតែឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងអលាក់ហ្នឹងជួបផ្ទាល់ល្បិចប្រុសស្អាតល្បិចប្រុសស្អាតហ្នឹងគេគ្រប់ហ្មងគ្រប់មជ្ឈបាយទាំងអស់គេអស់ពីទេមកគេទេមកអលាក់អីអញ្ចឹងណាគេទេមកគេថាមិនខ្លះមកចង់ល្បិចប្រុសស្អាតគេឲ្យយករូបសម្រស់មកបោកយើងហ្នឹងណាតែវាខុសខុសសម័យកាលខុសសម័យកាលខុសសម័យកាលបោកមិនបាន
bọc bạn bè này chẳng nào về cái tê mà cái vậy anh slow đó slow nè hay sợ phía bịp xe tôn thôn nè tôn thôn nè cô ấy sẽ lái nha ắt đôi đầu giật xong mong ắt đôi đầu giật trong bàn muối cái tôi ập muối sân cái trong bàn muối cái ập muối bằng phôi là bị thò sẹn theo đầu giật ở cái ta vậy anh có cái cha nhầm mơ vú anh mơ nhầm mơ tóc vú anh bạn chơi đấy sẽ đọc về lẽ che tờ mấy bông che anh che che nữa hay nhung nằng mấy bên cãi tê mà mình chẳng ngắn nhung mới tóc vui tăng bị nhung khơi khi mình chậm vào đâm anh chẳng cái này sáng cái này lẽ anh lọ cô này chẳng đâu hay đâu ấy hay sự kia bịa sáng nào vừa thu mê kê bánh ở toang quăng giờ ở toang sẹp đọc về chẳng bông phố này đi cà bịch hay nhung lập bịch trót sẹn mà đong hay phần nào cha rùm rúa lùng này nữa nghe lùng này bên đây lẽ quạt rừng mồm trà quạt rừng mồm quạt miền cả ấy quạt từ nghệ từ màu kia dương của cao bị phía sang anh ấy đại thôi dương chấm nành chấm nành mấy cana dương cất ắt khơi dương từ đâu kia dương dương từ đâu mật phe dương dương từ đâu điểm chấm bông dương dương từ đâu chắc bật chia chè dương ao dụ bói miền cũng nát thay thay ai đó sai được bàn hà được bàn chẳng là bệnh phó sát cái đó là bệnh sĩ sát cái đó châu khó sẵn mấy cái, sẵn mấy cái, mình không phải to su đồng bầy bầm rào bầy chìa bọt này cứ mình ác vô là bệnh sĩ sát, là bệnh phỏ sát máu, bà chào bà này hay là bệnh phỏ kê nà kê là bệnh sĩ sát, đáng lẽ anh chân chơi thuê ca bà nà ô, bà chìa bọt bình chất đó, sẵn lãnh à rồi giật anh cạt nát, cạt nát chung nát buông, chung nát buông chẳng bán mới kịp áp mùi ra chung nát buông, chung lỡ nha anh chẳng từ nắng là bệnh sẽ là phê nhung vinh nắng là nắng lẽ nắng là phê nhung vinh rồi lâu nà cái nằng đấy ấp qua bóng nà cái nằng bóng à bóng nè cái đá bóng là phê nhung đằng ấy nè là phê đằng ấy nằng bên cái không sẹp cái đằng trong hai cà phê ấy dùng muối kia nó cà phê nực hơi ít cà phê nhung ấp chế phật cà phê nhung thật cà phê ăn bán này nhưng mà được tay chú ô trang ấy nắng ấy cho ngọn ấy cho nhóm ấp chế thật cà phê không mà chế được tay chú ô trang hay dùng thật cà phê mệt bán chẳng mình được tay chú ô trang nắng ấy tay chú ô trang mà cao được tìm bọn ấp tay chọc tu hay bóng phá ồn chẳng miền côn lập hiệp là ổ tụ bây vì đầm lấy vì thảo mến có bần tay mình bật góp thả ở đầm lấy tìm bọn riêng nắng nhằm tới khâu sọc hiệp ấy thì còn là phía bên mồm này đã cái lại nhìn nó đặt bán này tư riêng món á nhưng mình chưa được lại nhưng mà đọc về chân này bông miên rương chứ để làm miên rương ấy mán nơi bật từ bông mán chật một thầy chân nào mới ở miền đại tề màu ấy phóng màu xù ấy nè hai từ cà phê hai từ ấy nó phẹp hai á cha sao đây chơi chứ đang chả nó phẹp hai á nó bật trắng nó bật trắng rồi ăn khi to từ mục tiết ham á bật trắng rồi ăn to từ mục tiết hủ chi mà to cả chuột chi lam cả chuột đầy ấy đá đá một rúa đá nó chụm một khi tiền và hai trong hộp ăn khi ấy còn mà so dạ còn mà gì đừng cào bị nâng so ở tay này hay mấy chỗ mà mặn ngay tiền cha hay cả lạc hay tiền ấy nhung bật lụa đâu ấy chẳng chạm nhung hai chỉ nhiều vẫn tay ham cả khác ở miền ở những dãy hướng khéo bị nâng ngay khéo bị nâng ngay chẳng kể ta cái miền vập thô ấy na chúng ta lơ ở đây ở miền phụ này nè anh đang mở trong hộp ăn tiền sẽ anh đang pi làm nhện mình tay pe và hai chỉ mong đọc thỏ sạch đây nè thì là biết ấy cái là bách thỏ sạch tiền dạ thì vô nè sạch nén sạch nén sạch cứ sạch là khỏi cửa còn tay sạch mà đục sầm rau khẳng cài cha sạch đục sầm rau khẳng cài mình ai tẹt tiền đi mình ai tẹt tiền đi bộ nhóm tụ bay ta cha cái đó ấy ao tại sao mà thoáng đừng chết lánh chết na quạt chơi ấy thưa cụ tôi chụp bài ao ấy mình chắc là cha nơi play con xe chứ năng quạt cha quạt này hai chết quạt lánh chết ắt phơm đi bóng bồn cha từng mới thay toàn quạt cha quạt chơi nuông quạt từ pe mình ai thở xe thay bỏ ắt chơi lánh chết tới ắt tới tham đi chăng chăng lục ta lục dây ông phù mình bằng phôn nè cái đau ấy nè bé đôn phụ nhôm cứ bằng phôn ai tham mầm khơi ai tham mà nô chỉ biết bằng mà nô vì ai trai pru group pe bị liệt từng ó pe ní dương kịch thà dương mình trai tay ngày nào muối trai vận tay dương cũng toàn từ kịch
ដល់ថ្ងៃណាមួយយើងកុំតន់តែគិតដល់ថ្ងៃខាងមុខតែយើងគិតពេលឥឡូវនេះសិនតើគាត់នឹងត្រង់ឬមួយមិនត្រង់ចាគេថាមិត្តភ័ក្ដិណាមិត្តភ័ក្ដិគេជឿនឹងនិយាយថាបើចង់ដឹងមិត្តភ័ក្ដិណាល្អមិត្តភ័ក្ដិណាបរិសុទ្ធមិត្តភ័ក្ដិណាអាចសេពគប់គ្នាតទៅមុខទៀតគឺគេមើលគ្រាណាដែលពេលប្រឈមគ្រាណាដែលពេលបញ្ហាអត់រត់ចោលគ្នាអញ្ចឹងបើរត់ចោលគ្នាហើយគេមិនមែនហៅមិត្តភ័ក្ដិទៀតទេគេហៅមិត្តភ័ក្ដិស៊ីផឹកហើយហើយមិត្តភ័ក្ដិស៊ីផឹកហ្នឹងផឹកស្វឹងហ្នឹងចែកជើងគ្នាឲ្យទៅផ្ទះវិញប្រពន្ធជេរអត់មានលុយឲ្យគេហ្នឹងគេតាមទាដល់ផ្ទះទៀតតែបើមិត្តភ័ក្ដិចាស្លាប់រស់មិត្តភ័ក្ដិដែលស្រឡាញ់រួមគ្នាការងារមួយគ្នាមានអីត្រូវផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាបើពេលខ្លះយើងគិតអត់ដល់យើងអាចទេសួរគ្នាយើងបានជាគំនិតជាយោបល់ព្រោះខ្ញុំគិតថាពេលនេះគឺមានបងប្អូនជាច្រើនដែលត្រូវការការពិភាក្សាអញ្ចឹងការពិភាក្សាទាំងនោះទោះបីគ្នាយើងមួយចំនួនមិនសូវពូកែក្នុងការឲ្យជាយោបល់មិនដល់យើងរួមគ្នាទៅមិត្តភ័ក្ដិចាឲ្យតែមិត្តភ័ក្ដិណាចេះជួយគ្នាក្នុងគ្រាអាសន្នហ្នឹងគេហៅថាមិត្តភ័ក្ដិស្លាប់រស់ហើយតែបើមិត្តភ័ក្ដិរត់ចោលគ្នាពេលមានបញ្ហាហ្នឹងអត់ទេមិត្តភ័ក្ដិស៊ីផឹកហើយហ្នឹងទៅចោះទៅពេលនេះរត់តែល្អទៀតតែបើមិត្តភ័ក្ដិនៅរួមរស់មួយគ្នាណាចាហ្នឹងមិត្តឥឡូវពូជាពូណាចាហើយបើគិតតែការងារមិត្តរួមការងារហ្នឹងមិត្តរួមក្លឹបរួមការងារខ្ញុំកាក់នឹងសាររំខោចិត្តគេគាត់ចាហើយមានបងប្អូនយើងសួរច្រើនណាអឺនេះសួរអ្នកដែលមិនពេញចិត្តហាមចូលមើលចាចូលមើលក៏បានដែរបងអើយឲ្យគាត់ចូលមើលទៅព្រោះយើងអត់មានអីបញ្ហាទេហើយទីទៀតហ្នឹងចាផ្លិតហ្នឹងអង្គុយបោកបោកដៅផងបោកមុខផងមុខខ្លាចេញមុខខ្លាចេញអាមុខខំទៅខ្លួនចាញ់ចេញចេញហ្នឹងណាគេមានលុយចូលមកហេងហេងហេងហេងតែមុខខ្លាណាខំខ្លួនឈាមចេញនៅនោះណាណាហ្នឹងតែខំអត់បាននេះដល់ដៃដៃខំមិនមុតជើញអំធម្មតាខំអត់មុតទេចង់មុខខ្លាក៏ខំអត់មុតដែរបងមុខខ្លួនចាញ់មិនស្រួលចាញ់ខ្លួនឯងនេះទៀតនេះអត់បានទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អរគុណផងដែរដែលបងប្អូនឬអស់លោកស្រីណាដែលគាត់ចង់តាក់តងចំណេះសម្ណាលឬក៏ចង់ចូលរួមការងារអីខ្ញុំអរគុណខ្ញុំអបអរសាទរតើបាទអរសាទរហើយនឹងអបអរសាទរដោយសារថាយើងត្រូវមានកំណត់បើមានកំណត់រួមគ្នាគឺយើងអបអរសាទរប៉ុន្តែយើងគិតថាខ្ញុំសប្បាយខ្ញុំមានកំណត់ថាបើនិយាយថាខ្ញុំកំណត់ស្នេហាជាតិនិយាយចោលតតមហ្នឹងមកបើមានកំណត់ដូចខ្ញុំអាហ្នឹងត្រូវគ្នាចា៎គេត្រូវគ្នាតែគាត់ប្រាប់តែគាត់ប្រាប់ថាបើមកណាបើមុខខ្លាមកបោកអើយចាហើយបើកូនចាញ់មកខំក៏អត់មុតដែរអត់មានត្រូវចាញ់តាមទេណាចាពុទ្ធខំបើសិនតែគិតថាយើងគិតទៅចង់បានប្រយោជន៍ចង់បានប្រយោជន៍ហើយយើងគិតពីការងាររួមអានោះយើងធ្វើអាកើតទេដោយសារថាគេក៏ជាមនុស្សយើងក៏ជាមនុស្សគេក៏ចង់បានសុខយើងក៏ចង់បានសុខប៉ុន្តែសុខរបស់យើងសុខចង់បានសុខតែខ្លួនយើងហើយទៅឋិតទៅលើកំណត់ទុករបស់គេហើយពួកខ្ញុំទៅរកអីសុខក្នុងមិនកើតខ្ញុំអត់ទៅកើតទេខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងបើថាមានកំណត់ចង់បានសុខដូចគ្នាតែឲ្យគេសុខដែរសុខទាំងអស់គ្នាអានឹងបានអានឹងត្រូវគ្នាយើងទៅលះត្រូវបងសុនក៏សល់គាត់ខមមិនមកក៏សួរថាមានបាយញ៉ាំអត់បងអើយបងគេលេងញ៉ាំបាយញ៉ាំទឹកឯងឥឡូវតែងាវយកមកស្រស់ញ៉ាំគេតែងាវបងគេតែងាវ1គីឡូចាបងឯងមកយកផ្លែឈើបាន3-4មកមានអីម្នាក់តិចម្នាក់តិចទៅ1 គីឡូ 2 គីឡូមកពូមករ៉ានេះខំអត់មុតទេបងសល់ណាគេទេសួរមកក៏សួរទៅណាទឹកកាហ្វេគេសួរទៅណាទៀតទៅទិញខោអូសល់តែអត់ដូចនេះឯងដូចកាហ្វេមកមិនមកឯងមានបាយអត់អត់សល់ហើយខ្ញុំមានរឿងមួយប្រាប់សល់ឯងណាគេទេសួរខ្ញុំមកព្រឹកមិញថាបងឯងមានអត់មានទៅណាទេខ្ញុំថាហេខ្ញុំថាទៅកាហ្វេដែរឥឡូវហ្នឹងឯងផ្សេងទៅនឹងមានតោមិនចង់តោអត់ថាខ្ញុំឥឡូវក៏ផ្សេងមិននឹងខ្ញុំចង់តោដែរចង់តោផ្សារបងឈូកទៅទិញខោអេផ្សេងមិននឹងទៀតមិនអាហ្នឹងឯងថាចឹងតែផ្សេងមិននឹងទៀតខ្ញុំចង់តោកន្លែងដើមពូទៅមិនទៅទិញអុកអូមែនបងសើចឹងខ្ញុំប្រាប់ចឹងតិចទៀតខ្ញុំឲ្យហាក់លេយកក្តារអុកមកឲ្យបងចាំមកលេងហើយម្ដងនឹងលេងអុកផឹកទឹកឲ្យចាញ់ផឹកទឹកអ
ប៉ុណ្្នឹងឯងគេថាឲ្យខ្ញុំគិតឲ្យលឿនឡើងណាចិត្តផុតថ្ងៃណាហ្នឹងហើយតោះតែមួយថ្ងៃទៀតទៅគិតទៅលឿនឡើងខ្ញុំថាផុតថ្ងៃអីគេខ្ញុំអត់ដឹងថាថ្ងៃអីគេទៅផុតផងហើយទៅគិតមិនខ្ចឹងខ្ញុំមកលោករងថ្ងៃកំពុងតែគិតហ្នឹងឯងឥឡូវខ្ញុំគិតឃើញហើយគិតឃើញថាទៅកាហ្វេកាហ្វេទុកសាំងជុំទិញខោហើយនៅលេងអុកហ្នឹងឯងចាតែមួយលើកមួយសិនចាអឡូចាជំរាបសួរបងនិយាយកំ pl ែងលេងបងតែអត់ដោអាជីពទេអត់ដោអាជីពទេចាចាពងពងប្រាប់ថាពងប្រាប់តាចាពងប្រាប់ថានេះដៃគាត់ទេដៃដាក់ចៅសង្កាត់ទួតអីហ្នឹងណាមូខ្លាបើចង់ខំខំអត់អត់មុតដែរព្រោះមើលខំអត់មុតទេហើយខំបក់ចាញ់ណាចាណាហើយរត់ម៉ូតូឌុករាល់ថ្ងៃរត់ម៉ូតូឌុកទៅមើលដៃចងខ្សែចងអីរត់ម៉ូតូឌុកទៅបាទសុខចិត្តរត់ម៉ូតូឌុកគេហៅទៅយកលុយមិនយកទេលុយអាចថាលុយក្តៅកាហាយដល់ប្រជាប្រដ្ឋមិនយកទេបងមិនយកចាំបងស៊ូស៊ូទាំងអស់គ្នាបងស៊ូស៊ូទាំងអស់គ្នាកុំអស់សង្ឃឹមយើងជួបទឹកភ្នែកចាបងចាយើងជួបទឹកភ្នែកចេញបងធម្មតាតែកាលណាយើងជីទៅ5ថ្ងៃភ្នែកយើងរៀងភ្នែកខ្ញុំជីត្រូវថ្ងៃអត់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងធម្មតាវាតែងទឹកភ្នែកហើយហើយកាលណាយើងជីទៅផ្លូវឥឡូវវាម្បែកណាវាហុយវាអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយព្រោះតែយើងជូតវាចេញទៅបើហុយទឹកនេះយើងជូតហើយយើងជីទៅមុខទៀតគ្រឿងអីមិនដល់មិនពេញបងចាមិនស្រួលហួសមិនស្រួលហួសទៅអាមេរិកទៀតតែបងអត់ជូតទៀតជូតទៀតអត់មានអីម៉ែថាភ្លៀងពេលភ្លៀងភ្លៀងខ្លាំងភ្លៀងតិចតិចយើងដើរទៅដល់ពេលភ្លៀងខ្លាំងយើងចូលជ្រោកអត់ឃើញផងបងចាចាចាបងចាំពេងចាំខ្ញុំឆែកមើលបងខ្ញុំអីចាអូនៅបាត់ដំបងនៅម្ដុំណាដែរបងចាបងចាអឺខ្ញុំចាចាបងយើងស៊ូស៊ូទាំងអស់គ្នាបងចាអូចាចាចាចាបងចាអរគុណច្រើនបងខ្ញុំចាសុខសบายទាំងអស់គ្នាបងហើយបងចាបងយើងធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតគ្រាន់តែថាពេលនេះយើងភ្លៀងយើងជួយជ្រោកបងចាចាបងយើងអត់ជ្រោកទេវាទៅទឹកបងព្រោះឥឡូវអាកាសធាតុវាមិនសូវល្អទេបងចាព្រោះអាកាសធាតុឥឡូវយើងប្រែប្រួលតើគ្រាន់តែខ្យល់ចាគាត់តែខ្ចូលបកម៉ោងស្រួលហ្នឹងក៏យើងផ្ដាសាយដែរចាំមុំភ្លៀងទៀតអត់បានទេព្រោះឥឡូវគីមីវាច្រើនណាចាចាអរគុណបងចាអរគុណបងចាចាចាចាមាន Facebook ចេះតឡាយទៅបងអើយអបសុខចាអរគុណច្រើនចាបងចាចាបងចាបងចាអរគុណច្រើនបងសុខសប្បាយសុខសប្បាយបងចាចា
ទីទៀតបងប្អូនញ៉ាំងាវនោះអ្នកធ្វើចុងថៅងាវងាវមកណាអូហ្លៃតាំងមកហ្លៃតាំងចាអត់មានអីទេបងប្អូនពេលមុខនៅនេះអង្គុយទៅវាមុខច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយពេលមុខមកយើងបក់ចាមុខមកបក់ហើយបើឧទាមុខមកខាងចាប់ចាចាប់ហើយយកអញ្ចឹងចាហើយអត់មានអីបញ្ហាពេលភ្លៀងមកយើងជ្រោកភ្លៀងយើងមានផ្ទះយើងជ្រោកតើយើងជ្រោកភ្លៀងទៅហើយបើថាមានផ្ទះអីនៅផ្ទះដាក់អាកម្មផ្ទះហ៎ផ្ទះបាញ់ម៉ោងម៉ោងអីអត់បានទេព្រោះយើងនៅក្រុងយើងដាក់កម្មផ្ទះបានចាផ្ទះបាញ់អត់អាចបាញ់បានទេហើយបើភ្លៀងហ្នឹងអត់មានទឹកមានផ្ទះជ្រោកមកហើយបើផ្ទះនេះយើងទៅធ្វើតាជ្រោកអត់បានសុំផ្ទះអ្នកស្រុកជ្រោកអញ្ចឹងអត់អីបញ្ហាអត់ឈឺចាអត់ឈឺហើយបើថាជីកទៅវាហត់ខ្លាំងពេកវាអស់សាំងអស់អីហ្នឹងមានណាបងប្អូនអើយអ្នកតស៊ូមិនស្លាប់ទេយើងមានឲ្យតែយើងស្មោះត្រង់ខ្លួនឯងយើងស្មោះត្រង់នឹងជាតិយើងស្មោះត្រង់នឹងប្រជាពលរដ្ឋកុំអស់សង្ឃឹមបងប្អូនហើយខ្ញុំមិនដែលអស់សង្ឃឹមទេសម្រាប់ខ្ញុំសូមជំរាបបងប្អូនដោយស្មោះចាខ្ញុំមិនដែលអស់សង្ឃឹមទេក្នុងជីវិតខ្ញុំទោះបីខ្ញុំវេទនាតាំងពីក្មេងខ្ញុំដូចបងឯងដឹងទេដឹងចាពូក៏នៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំចាខ្ញុំនៅតាំងពីក្មេងបងឯងមកនៅបាត់នៅនេះតាំងឆ្នាំណាអត់ក្រៅ3ឆ្នាំ93គាត់នៅ93ហ៎ចាហើយគាត់ស្គាល់ខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំនៅកូនក្មេងអាយុបានប៉ុន្មានឆ្នាំមកអញ្ចឹងគាត់ដឹងខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំដំបូងសួរគាត់ទៅបងប្អូនយើងស្បូវហើយទូម្នាស់ទូអីដើរលក់នៅតែក្នុងភូមិហ្នឹងលក់ឡែអីគាត់ថាចៃវិញពេញតែក្បាលហ្នឹងគាត់វិញឲ្យចៃពេញក៏ប្រហែលអ្នកផ្សារអ្នកផ្សារកាលពីដើមផ្សារយើងនៅផ្សាររោងខោហ្នឹងហើយផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងនៅក្នុងផ្សារតើម៉ែខ្ញុំវាយអីហ្នឹងដេញវាយខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំរត់ទៅឲ្យអ្នកផ្សារជួយហើយគាត់ដេកខ្ញុំបើថាខ្ញុំយំអីខ្ញុំរមាស់ដល់ថាភពវិញតរិញហ្នឹងមែនហ៎តរិញភពហ៎ហើយថាម៉ែខ្ញុំក៏ខឹងខ្ញុំខ្លាំងពេកគាត់ដាក់ខ្ញុំក្នុងផ្ទះគាត់ចាក់សីលើចេញហើយបានអ្នកផ្សារហ្នឹងឯងរោចៃរោអីឲ្យខ្ញុំទៅដេកលក់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយអាភាពកំសត់ភាពវេទនាហ្នឹងវាឆ្អែតឆ្អន់ហើយហើយសម្រាប់ខ្ញុំវាអត់មានអីរឿងធ្វើខ្លាចតែនេះឯងពីព្រោះយើងធ្លាប់អត់យើងធ្លាប់វេទនាធ្លាប់រសជាតិជីវិតយើងធ្លាប់ស្គាល់ហើយក៏ប៉ុន្តែក៏មកដល់ពេលនេះយើងត្រូវការកិត្តិយសរបស់យើងម្ដងចាព្រោះមានគេសួរខ្ញុំមួយចាគេថាបើគេឲ្យលុយខ្ញុំអត់សឹកបើគេឲ្យលុយហើយនឹងសរសើរខ្ញុំតើខ្ញុំសប្បាយចិត្តមួយណាសម្រាប់ខ្ញុំបើគេឲ្យលុយហើយនឹងសរសើរខ្ញុំសប្បាយចិត្តពូខ្ញុំតស្អាញ់ដេកខ្ញុំគេថាយើងមិនស៊ីជួយប៉ុន្តែប្រអប់ខឹងប្រអប់ខឹងប៉ុន្តែក៏យើងមិនខឹងគេដែលគេរិះគន់យើងដែររិះគន់ណាដែលយើងគិតថាយើងអាចកែប្រែខ្លួនឯងបានល្អយើងកែទៅហើយយើងត្រូវចាត់ទុកគេជាគ្រូហើយព្រោះមនុស្សយើងម្នាក់ៗវាគ្មានពីណាដែលមិនចេះខុសហើយគ្មានពីណាដែលកើតមកគ្មានអ្នកស្អប់ហើយគ្មានពីណាដែលកើតមកគ្មានអ្នកស្រឡាញ់ទេទោះបីអ្នកខុសក៏ត្រូវមានអ្នកស្រឡាញ់ទោះបីអ្នកធ្វើល្អក៏មានអ្នកស្អប់ឯហ្នឹងវាអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងពូចាប៉ិនហ៎អញ្ចឹងហើយសូមកុំអស់សង្ឃឹមមិនសោះបងប្អូនយើងតស៊ូបន្តទៀតហើយសម្រាប់ខ្ញុំដូចខ្ញុំជំរាបដដែលអញ្ចឹងថាពេលឥឡូវហ្នឹងតែខ្យល់មកហ្នឹងក៏យើងផ្ដាសាយដែរកុំថាឡើយដល់ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងខុសរដូវកាលអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែនៅក្នុងផ្ទះចាហើយបើនៅថាយើងដាក់កម្មរន្ទះការពារទៅកុំឲ្យវារន្ទះបាញ់ព្រោះឥឡូវអត់បានទេឃើញព័ត៌មានគេផ្សាយមករន្ទះបាញ់គោជួនកាលគោនៅវាស្រែអីហ្នឹងរន្ទះបាញ់គោចារន្ទះបាញ់អីអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងក្រុងយើងមានអីបើថាភ្លៀងបើថានេះអីយើងដាក់កម្មរន្ទះការពារណាបងប្អូនអញ្ចឹងឲ្យកុំនេះហើយពួកយើងរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាធ្វើអំពើល្អទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យសង្គមយើងរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាឲ្យបងមកចាំមិនអញយកទៅយកឆាំងសាក់នៅក្នុងឡានកបោផ